Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Bố Công Ông. Hiện tại thì mình đang ở chợ phiên Mù Căng Chải. Chắc là bây giờ 11 giờ rồi cho nên là cũng chợ cũng không đông lắm. Đây là quầy thịt nướng. Ôi gà ngon như vậy này. Ngon quá cô nhỉ. Gà bao nhiêu một con cơ? 107 à? Gà đồi đấy cơ? Ngon quá. Cá thì bao nhiêu cô? Nào ít mua rau, rau mua về sợ hỏng nhỉ? Cái này là cái gì ấy chị nhỉ? À, không biết. Hoa quả rừng đúng không? Hoa hay là cái gì cơ? Hạt cơ? Quả. Tên là gì? À, không biết là quả gì, nhìn nhìn giống hạt tiêu nhưng không phải bạn. Đây rau gì vậy? Cải, phải cái mèo không? Rau mông. Những cái hạt hay là hạt mắc khén đấy. Hỏi nhau hạt gì? À, là gì thơm đấy nhỉ? Chú cái hạt này hạt gì mà thơm đấy cơ? Dạ? Hạt xén. Hạt xén á? À, mắc khén á? À, rồi. Cũng đoán nó mắc khén nhưng mà toàn ăn khô. Vâng, vâng, để cho xem nào. Để cháu xem có gì mua được cháu sẽ mua. Mắc khén mến ạ. Mua hơi quen quen. Có rau giống này để ra mai mà về thì mua về trồng. Đây á? Ừ, cái này rau giống này. Này để nó sống được mà. Đang sống đâu, cái này chờ rau giống trồng. Giống nhưng mà mình để mà ấy mà nó không chết đâu. Mấy em mua hộ này chuối. Chuối bao nhiêu cô nhỉ? Cho một nải, mẹ chọn nải nào mẹ chọn? Đu đủ không? Ừ, đi xe sợ nó giật. Phiên chợ vùng cao nhưng mà mình đi vào lúc 11 giờ rồi nên chắc là vãng người về rồi. Trên này là các gian hàng. Chắc khi nào có hội chợ rồi sẽ mỗi xã à, đây mình thấy à, mỗi xã này có một gian hàng. Nhưng chắc là khi nào có hội chợ thì mỗi xã sẽ có một gian hàng tổ chức ở đây. Gian hàng của La Bán Tần này, thị trấn Mù Căng Chải này, gian hàng xã Cu Nha này. Chợ phiên Mù Căng Chải cũng vừa mua được vài món nông sản cho bà con ở đây. Mua nhà mình mua một nải chuối và một nải chuối thôi. Chắc tính lên đi, mua ý hạt mắc khén về. Cái này bán thế nào nhỉ chị ạ? Em nhỉ? Bao nhiêu tiền một cái này? 5.000. Đắt thế, 5.000 nó phải nhiều nhiều quá chứ. Hả? 5.000 cho hai túi đi. Để mua 10.000. Cho 10.000. 10. Cho 10.000. Hết chưa?
Hôm nay nó vắng thế này hay là ngày nào cũng vắng thế này? Tức là ngày nào cũng bán hay là chỉ tổ chức cuối tuần thôi? À. Mình mua được ít hạt là mắc khén. Về để làm gì thì chưa biết, sẽ nghiên cứu các món ăn. Cái khu chợ này thì cũng chỉ thế này thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Thì video này mình sẽ dừng ở đây. Các bạn xem kênh thì nhớ ủng hộ mình để mình tiếp tục có những cái chuyến đi và mình sẽ quay lại để cho các bạn cùng trải nghiệm với gia đình nhà mình. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video này.